Tiếp theo các hoạt động của năm ASEAN 2020 do Việt Nam là nước chủ nhà, hội nghị của nhóm đặc trách cấp cao về hội nhập kinh tế quốc tế ASEAN lần thứ 37 đã thảo luận và đề xuất một số khuyến nghị quan trọng mang ý nghĩa chiến lược về tầm nhìn và các hoạt động hợp tác về hội nhập kinh tế quốc tế nội khối và ngoại khối của ASEAN. Đối với hội nhập kinh tế nội khối, hội nghị tập trung vào thảo luận một số nội dung chính như ra soát giữa kỳ về kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025, chiến lược tổng hợp của ASEAN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu cơ sở về hệ thống quản lý văn bản quy phạm pháp luật trong ASEAN, các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 do Việt Nam đề xuất. Bên cạnh đó, nhằm củng cố và tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế, thương mại và đầu tư với các đối tác ngoại khối. Hội nghị cũng đã thảo luận một số nội dung có liên quan về cách tiếp cận các đối tác FTA mới, tiến trình và tương lai đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP. Các khuyến nghị về chiến lược hợp tác sắp tới của ASEAN tại hội nghị lần này sẽ được trình lên hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 để xem xét thông qua, kết quả cuối cùng sẽ được báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4 năm 2020.